Đầu tiên khi các bạn mua cái máy siêu về thì cái việc đầu tiên là các bạn phải kiểm tra xem là cái nguồn điện ở nhà mình ấy là nó có ổn định hay không. Mà thông thường là trước đây thì hay có mất điện, chứ còn bây giờ thì cái hiện tượng mà mất điện đột ngột gần như không xảy ra nữa. Cho nên nếu như các bạn dùng cái UPS online thì cái ưu điểm của cái UPS online là gì? Là thứ nhất là nó chống mất điện đột ngột, và nó chỉ có tác dụng khi mà chúng ta phải kiểm tra cái ắc quy thường xuyên, vì tuổi thọ của một cái bình ắc quy UPS nó chỉ rơi vào khoảng 12 cho đến 18 tháng thôi. Mà trong sau cái thời gian đấy nếu như mình không thay ắc quy thì cái UPS online nó cũng chả có tác dụng gì. Đấy. Một ngoài cái tác dụng mà chống mất điện đột ngột đấy, thì cái UPS online nó có một cái ưu điểm nữa là nó tạo được cái sóng điện hình sin chuẩn. Thế nếu mà các bạn có UPS online thì tốt, nhưng mà tôi cũng khuyên các bạn là nếu như mà có UPS online thì mọi người nên phải kiểm tra ắc quy thường xuyên, tức là cứ sau 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi thì các bạn nên là thay cái bình ắc quy đấy. Thì dùng cái UPS online thì cũng rất là tốt, nhưng mà UPS thì không có tác dụng lọc được nguồn điện sạch, tức là nó chỉ đảm bảo cung cấp cho ta được là gì, là chống mất điện để các bạn có thời gian các bạn tắt máy nhé. Và cái nữa là nó tạo ra cái dòng điện sóng hình sin. Và cái thiết bị thứ hai, nếu như mà nguồn điện ở đa số điện ở Việt Nam là không có điện 110 mà là điện 220, và các bạn nên có một cái thiết bị các bạn đo được cái vị trí mà các bạn cắm cái máy siêu âm ấy là nguồn điện là bao nhiêu vôn. Đấy. Thông thường nếu an toàn thì từ 230V trở xuống và cộng trừ khoảng 5V, tức là tối đa thì lên đến khoảng 235V thôi. Nếu mà 240V mà các bạn để cái máy mà nó hoạt động thường xuyên ở cái điện áp 240V thì cái tuổi thọ cái nguồn của máy siêu âm nó sẽ giảm đi rất là nhanh và rất dễ gây nên hiện tượng chập cháy. Nên cái đầu tiên nguồn điện vào máy, vào trong cái tài liệu hướng dẫn sử dụng của máy siêu âm người ta đã nói rồi, điện áp tối ưu là loanh quanh từ khoảng 210 cho đến 230V. Và cái khi cái nguồn điện không ổn định ấy, nó sẽ dẫn đến là gì, nguồn điện mà không sạch, không ổn định, không sạch thì nó sẽ dẫn đến là gì? Đầu tiên là nó sau khoảng độ 4 đến 6 tháng trở lên thì bắt đầu nó xuất hiện cái hiện tượng nhiễm điện ra vỏ máy. Và cái nhiễm điện ra vỏ máy thì cái đầu tiên là mình cảm nhận được là khi mình sờ vào những cái thiết bị mà có kim loại này trên máy siêu âm này. Đấy. Cái cổng cắm đầu dò là thiết bị kim loại này. Rồi nếu bạn nào dùng máy in thì những thiết bị sắt này, các bạn giờ vào thì các bạn thấy tê tay tê tê. Và nếu mà các bạn dùng một cái nút thử điện, các bạn đưa vào thì các bạn sẽ thấy là có hiện tượng bút thử điện sẽ sáng. Đến khi mà các bạn bắt đầu thấy có hiện tượng sờ vào vỏ máy mà thấy tê tê thì ngay lập tức là các bạn nên làm cho tôi cái đơn giản nhất là đóng một cái đinh xuống đất và nối một cái dây điện dây nặng được, và nối vào cái đinh này để làm gì? Đầu tiên chúng ta giải quyết được cái vấn đề mất điện ra vỏ máy. Thì khi mà không có hiện tượng mất điện nữa, tức là mình tiêm mát rồi, thì thông thường là cái tín hiệu nhiễu nó đã giảm đi khoảng 7-80% rồi nếu mà mình tiếp điện đúng quy cách. Thế cái phần còn lại, thế thì nếu mà chúng ta mà khử được cái hiện tượng nhiễm điện ra vỏ máy ấy, thì cũng đã tăng được cái tuổi thọ, đầu tiên là tuổi thọ của nguồn điện, thứ hai là tuổi thọ của đầu dò. Đúng không? Dò tất cả vào thiết bị sắt này. Đấy nhá, là một chân cắm đầu dò, dò đã chân cắm đầu dò.
thấy đỏ, quay được cái màu đỏ đỏ nhờ nhờ thấy không? Thấy. Đúng không? Đúng không? Thấy không? Ừ. Rồi nó cần USB của. Đỏ luôn. Đúng không? Đấy. Đỏ nhé. Không đỏ này. Đỏ này. Đúng không? Ừ. Thế thì để giải quyết hiện tượng này thứ nhất là an toàn cho người sử dụng. Thế sau, theo thời gian ấy, thì cái hiện tượng mà nhiễm điện và vỏ máy nó sẽ càng ngày càng nhiều nếu mình không xử lý. Tốt nhất là nên làm một cái tiết địa này, nối vào cọc tiết địa của máy xưa. Đấy. Nhá. Đây, cọc tiết địa này. Rồi. Nối lấy một đoạn dây điện này. Rất đơn giản. Nối vào cọc tiết địa của máy siêu âm. Và đóng một cái đinh. Nếu mà các bạn đóng được càng sâu càng tốt. Tốt nhất là khoảng 1 mét xuống nền nhà. Còn nếu mà không có điều kiện thì cứ đóng tạm một cái đinh vào nền nhà và nối cái dây điện vào. Thế sau khi nối này hết mát, hết hiện tượng dò điện ra vỏ máy. Đấy, thì chính cái hiện tượng dò điện này nó sẽ gây nên gì, xung nhiễu và làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của máy siêu âm, nhất là cái tín hiệu Doppler là sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên và ảnh hưởng đến chấn tử của đầu dò. Vì là gì, cái chấn tử đầu dò là cái bộ phận thu lại cái sóng âm. Khi bị nhiễu điện là nó sẽ ảnh hưởng đến chấn tử và giảm tuổi thọ của đầu dò. Cái biện pháp đơn giản nhất để chống nhiễu là chúng ta hãy nối tiếp điện. Và rõ ràng là sau khi nối tiếp điện thì tín hiệu Doppler là trong hơn rất nhiều, đã giảm được rất nhiều cái hiện tượng nhiễu. Mình bật lên thì mình không thấy cái hiện tượng nhiễu do Doppler nữa, rất ít. Bước thứ hai là nên trang bị một cái ổ cắm lọc nguồn. Chứ thực ra cái biến áp cách ly thì cũng không cần thiết lắm, tại vì bản thân ở trong cái máy siêu âm này, cái nguồn điện của máy siêu âm đã là một cái biến áp cách ly rồi. Cho nên mình cũng không cần phải dùng đến biến áp cách ly, mà cái nên dùng cái ổ cắm lọc nguồn này. Thứ nhất là nó lọc bớt tín hiệu nhiễu bởi nguồn điện. Đó. Và một cái nữa là nó an toàn. An toàn cho người sử dụng ấy và an toàn cho cái máy. Nó đảm bảo máy nó bớt tín hiệu nhiễu và nó nhất là nhiễu Doppler thì thằng này lọc rất tốt này. Và nếu có điều kiện ấy thì các bạn dùng luôn một cái hộp xả nhiễu. Mà cái hộp này thì là nguồn gốc là của dân chơi audio. Các cái bộ dàn ấy, thì thường người ta dùng cái hộp xả nhiễu này. Thì cái hộp xả nhiễu này mục đích của nó làm gì? Nó là cái tín hiệu nhiễu từ máy siêu âm, nhất là nhiễu từ trường nhé. Nhiễu từ trường chứ không phải nhiễu điện. Nhiễu từ trường là nó ảnh hưởng bởi những cái bóng đèn LED chẳng hạn, hoặc là những cái hệ thống, cái máy khoan. Đấy. Hoặc là những cái hệ thống khác gây nhiễu, thí dụ như sóng điện thoại, là nó sẽ gây nên nhiễu từ trường. Thì nhiễu từ trường ở ảnh hưởng đến máy siêu âm thì nó sẽ xả vào cái hộp này trước này. Nhưng bắt buộc tất cả những cái hộp tiếp địa này, cái hộp xả nhiễu này cũng phải được nối, nối đất, để cho làm sao cái tín hiệu nhiễu nó vào hộp, nó khử và nó chuyển ngay xuống đất để triệt tiêu. Thì nếu như mà không nối đất cho những cái hộp xả nhiễu này thì không có ý nghĩa, là vì cái tín hiệu nhiễu nó chạy vào hộp, nó không xả ra được thì nó lại hấp thụ lại máy. Cho nên những cái hộp xả nhiễu này giúp làm gì, mục đích là gì, để khử nhiễu và truyền tín hiệu xuống đất nó nhanh hơn. Đấy là mục đích như thế. Thì các bạn nếu mà trang bị trong một cái hệ thống như thế này là bao nhiêu tiền? Ví dụ đây là một cái hộp, cái ổ cắm lọc nguồn của hãng Mujise. Cái này thì của Trung Quốc thôi, nhưng mà tôi thấy nó cũng tốt. Nó giá nó rơi vào khoảng 3 triệu đồng. Đấy. Cái hộp xả mát này này thì khoảng 1 triệu.
khoảng 1,1 triệu. Thế thôi. Tức là cái chi phí cho cả hai thiết bị này chưa đến 5 triệu đồng. Đấy, và khi một cái lưu ý nữa là về nguồn điện, sau khi các bạn đã nối đất rồi, bây giờ làm sao mà mình biết là cái tiếp đất của mình nó có đã tiếp đất chuẩn hay chưa, đã khử được mát điện hay chưa? Thì các bạn để ý ở trên cái nguồn điện này, cái ổ cắm lọc nguồn này, nó có ba cái đèn này nhé. Đầu tiên, đèn đầu tiên nó đề là lọc này, lọc nguồn điện này. Đèn thứ hai nó đề là tiếp địa này, tiếp đất này. Đèn thứ ba là pha điện, tức là ở trong cái nguồn điện, nguồn của mình ấy, là nó có hai cái dây, một là dây nóng hay là dây lửa, và cái dây thứ hai là dây trung tính. Thì khi các bạn cắm vào tường thì rất ít khi người để ý là vì chúng ta chỉ có cái ổ cắm hai chân, chỉ có mỗi ổ cắm hai chân thôi, chứ không phải là như nước ngoài là ổ cắm ba chân. Thế thì để mình biết là khi các bạn dùng cái ổ cắm lọc nguồn này, các bạn sẽ biết ngay nếu như mà các bạn cắm điện đúng thì cái đèn nó đề chữ phase hay là pha điện ấy nó sẽ lên sáng, còn cắm sai thì nó sẽ không sáng. Thế thôi. Đấy, đơn giản như thế thôi, sẽ giúp chúng ta có một cái nguồn điện sạch ổn định cho một cái thiết bị trị giá ít nhất cũng từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ để bảo vệ nó. Nếu mà các bạn có điều kiện, có tiền ấy, thì các bạn có thể mua được những cái ổ cắm mà nó đắt tiền hơn nhá. Cái loại này là nó rơi vào khoảng 3 triệu đồng này, nhưng mà cái loại thứ hai ở đây thì đây là cái loại ổ cắm nó cao cấp hơn nữa, thì cái ổ này nó khoảng loanh quanh ở 7,5 triệu. Thì cái sự khác biệt của nhau là gì, là ở trong cái ổ cắm lọc nguồn này nó khác biệt là nó có một con trở và cái biến áp nó nằm trong này, nó lọc bớt những cái nhiễu của nguồn điện. Thế thôi. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là ổ này với ổ kia thì lọc điện cũng gần giống nhau. Tức là mình dùng cái ổ rẻ tiền khoảng 3 triệu đồng này thì nó lọc được nguồn điện cũng tương đối sạch rồi. Nhưng mình gần như là tôi làm Doppler ở trên cái máy siêu âm này không bao giờ có tiếng nhịn nhiễu, kể cả tôi đã từng thử là nếu mà bình thường, nếu các bạn không lọc điện ấy, nếu mà mọi người không lọc điện ấy, thì đây tôi dùng một cái máy khoan, tôi đặt cái máy khoan cạnh. Nếu như các bạn mà chưa lọc cái nguồn điện, các bạn mà chưa qua nguồn lọc ấy, thì khi các bạn bật cái máy khoan này lên, các bạn sẽ thấy nó chạy nhiễu ở trên màn hình siêu âm ngay. Để cạnh máy siêu âm là nó sẽ ảnh hưởng ngay. Đấy, nhưng mà đây máy của tôi là không hề bị ảnh hưởng thế nào. Đấy. Và một cách kiểm tra nữa là các bạn bật cái Doppler mạch lên cho chạy nhé. Nếu mà nhiễu các bạn sẽ thấy đây là hoàn toàn tĩnh lặng, không có nhiễu gì nào nhé, không có nhiễu gì nào. Thấy không? Tuyệt vời. Kiểm tra bằng cách như thế không hề có gì nào. Nhưng mà nếu mà máy mà chưa, các bạn mà chưa có chống nhiễu mà các bạn đặt cái khoan vào bên cạnh ấy, mà các bạn bấm lên là chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng. Và đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy ngay ở trên lúc đời nó bị nhiễu ngay. Đấy, không thấy một ý gì. Tuyệt vời.